Châu Khải Phong bị tố ngoại tình, nhẫn tâm ép vợ con vào đường cùng. Thông tin ca sĩ Châu Khải Phong phụ bạc với vợ con, cố ý dồn họ vào đường cùng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Ít giờ trước, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng tố nam ca sĩ Châu Khải Phong phụ bạc ép vợ con vào bước đường cùng nhận được sự quan tâm của công chúng. Theo đó, một cô gái tự nhận là vợ của Châu Khải Phong đăng tải bài viết tố giọng ca, ngắm hoa lệ rơi, phụ bạc ép cô phải sống nhịn nhục khổ sở đến bước đường cùng mới phải làm thế này. Bên cạnh những lời tố, cô gái này cũng đăng kèm loạt ảnh chụp cùng Châu Khải Phong như một chứng cứ xác thực chứng minh mối quan hệ của hai người. Cô gái chia sẻ, đây từng là một gia đình có cả bố và mẹ con của chúng mình. Nhưng từ hôm nay, con mình sẽ không có cha và mình sẽ là mẹ đơn thân. Idol của các bạn trẻ đây. Hôm nay Ly sẽ kể hết câu chuyện của Ly cho cả nhà hiểu con người thật của ca sĩ mà mọi người yêu mến nhé. Sống nhịn nhục khổ sở rất lâu rồi, biết là đưa lên xấu mặt mình với gia đình mình nhưng sức người có hạn bị dồn vào đường cùng. Thương con nhưng phải mạnh mẽ, tôi đang lấy lại bình tĩnh để kể lên hết cho mọi người cùng biết. Trả lời trên Tri Thức Trẻ, chủ nhân bài viết cho biết Châu Khải Phong đã quen một cô gái 4 năm. Cô nhiều lần phát hiện Châu Khải Phong và người kia nhắn tin rủ rê nhau đi khách sạn nhưng vẫn tha thứ và bỏ qua. Tuy nhiên, dạo gần đây nam ca sĩ liên tục kiếm chuyện và đánh đập cô. Dù mới sinh con được 2 tháng nhưng Châu Khải Phong không thương tiếc mà đuổi cô cùng con về quê. Hiện tại, phía Châu Khải Phong vẫn chưa đưa ra bất cứ câu trả lời nào xoay quanh ồn ào này. Ngoài ra, cư dân mạng cũng băn khoăn không biết liệu cô gái này có đúng là vợ của giọng ca, ngắm hoa lệ rơi, hay không.